Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện vùng cao Quản Bạ đã đạt được những kết quả đáng kể. Chương trình đã thu hút được sự tham gia của cả cộng đồng, huy động nguồn lực của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí. Giờ đây, vùng quê nghèo đang khoác cho mình tấm áo mới. Kinh tế xã hội, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Đích đến nông thôn mới vẫn còn những khó khăn trước mắt. Cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn toàn huyện vẫn đang nỗ lực hết mình đưa các tiêu chí cán đích theo đúng lộ trình. Đến với xã Đông Hà vào những ngày đầu tháng 4 mới thấy được sự thay đổi rõ nét của huyện vùng cao Quản Bạ từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội trước kia nay đã trở thành những con đường bê tông sạch đẹp, nối liền giữa các thôn xóm. Tính đến nay, Đông Hà đã thực hiện bê tông hóa được trên 3 km đường liên xã, hơn 5 km đường trục thôn và gần 7 km đường ngõ xóm. Cơ sở vật chất văn hóa cũng trở nên khang trang với 3 trong tổng số 4 thôn đã xây mới nhà văn hóa. Sự thay đổi không chỉ ở diện mạo bên ngoài, mà ở mỗi gia đình, đời sống tinh thần, vật chất đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều nhà xây mọc lên thay cho những căn nhà tạm. Hết năm 2014, mức thu nhập bình quân đầu người xã Đông Hà đã đạt 20 triệu đồng. Theo kết quả điều tra, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 42 hộ, chiếm 6,75%. Và sau 4 năm tập trung nguồn lực, xã Đông Hà đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Vâng, để đạt được cái chuẩn nông thôn mới thì tuyên truyền vận động nhân dân và phát huy cái nội lực để tập trung xây dựng các cái tiêu chí thực hiện theo cái chương trình là dễ làm trước, khó làm sau, cái nào ít tiền thì làm trước, cái nào nhiều tiền thì làm sau. Thế cho đến thời điểm bây giờ thì thực hiện cái chương trình cơ bản là cũng đạt 19 trên 19 tiêu chí. Xác định tăng thu nhập là bệ phóng để thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới sớm về đích. Xã đã giúp cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp ở địa phương. Sau một thời gian thực hiện, kinh tế trên địa bàn xã có bước tăng trưởng ổn định, xuất hiện nhiều mô hình mới, cơ cấu kinh tế nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh cơ giới hóa. Quán triệt sâu sắc tinh thần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Mọi công việc khi thực hiện chương trình đều được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến của người dân. Cùng với đó, các chi bộ trên địa bàn xã cũng luôn phát huy cao độ tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Nhờ vậy, đã tạo ra sự đồng thuận nhất trí cao trong cộng đồng dân cư. Từ đó, người dân đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền của để thực hiện các tiêu chí. Nguồn vốn thực hiện chương trình nông thôn mới trong 4 năm qua ở Đông Hà là 8 tỷ đồng, thì sự đóng góp của người dân lên đến 123 triệu đồng. Và rất nhiều công sức để thực hiện các tiêu chí. Sau khi có cái chương trình xây dựng thôn mới thì bắt đầu triển khai cho dân thì dân cũng có cái tính tích cực và tham gia, ủng hộ tham gia. Từ cái khâu bắt đầu đó là những cái khâu nhỏ nhất là ví dụ huy động dân đóng góp thêm tiền để mua cốt pha này, mua thêm xây rùa này. Để xây dựng nông thôn mới này và các cái mô hình thì được dân thực hiện rất là có hiệu quả. Cùng với xã Đông Hà, Quyết Tiến cũng là một xã điểm xây dựng nông thôn mới và được huyện kỳ vọng sẽ có những kỳ tích mới. Dù không được đầu tư trọng điểm như ở Đông Hà, nhưng nông thôn ở đây cũng đã có những bước chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, đường làng ngõ xóm đã khang trang, sạch đẹp hơn. Cũng như đối với nhiều địa phương, tăng thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí khó thực hiện. Nhận thức được điều này, xã Quyết Tiến đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tiêu chí. Theo đó, nhiều mô hình hỗ trợ như đầu tư nuôi lợn có thu hồi gắn với xây dựng hầm bioga xử lý chất thải đã được triển khai đến các hộ dân. Phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, xã đã vận động người dân tham gia vào hợp tác xã trồng cây dược liệu để nâng cao thu nhập. Đồng thời, xã cũng khuyến khích các nhóm sở thích phát triển. Đặt chương trình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp là một trong những nội dung thực hiện đột phá của xã, đã góp phần tăng thu nhập cho người dân. Năm 2014, mức thu nhập bình quân đầu người của Quyết Tiến đã đạt 15 triệu đồng. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chiếm hơn 12%. Qua 4 năm thì với cái sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước
với cái nhiệm vụ là nhà nước và nhân dân cùng làm, thì chúng tôi đã triển khai thi công được trên 10 km đường từ 2,5 cho đến 3 mét là được trên 10 km, được gần 5 km kênh mương các loại, rồi xây dựng nhà được 2 cái nhà văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa đấy. Cái đời sống của bà con nông dân thì cơ bản có những cái bước thay đổi so với những cái thời kỳ trước chúng ta chưa triển khai xây dựng nông thôn mới. Đây là những cái mà kết quả trong cái việc chuyển đổi, nâng cao đời sống cho nhân dân. Quản Bạ bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế xã hội có mức phát triển chậm, nhiều tiêu chí được đánh giá là khó thực hiện. Song với những giải pháp tích cực, đồng bộ, huyện Quản Bạ đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều nguồn vốn hỗ trợ đã được triển khai đến cho các hộ dân trong huyện thực hiện các chương trình phát triển chăn nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Nhờ đó, năm 2014, huyện Quản Bạ đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người 13 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn trên 24%. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng được huyện chú trọng thực hiện. Tính đến hết năm 2014, toàn huyện đã thực hiện được trên 22 km đường bê tông các loại, 5 nhà văn hóa thôn và kiên cố hóa được hơn 7 km kênh mương. Theo số liệu thống kê, huyện đã có xã Đông Hà cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, một xã đạt 8 tiêu chí, một xã đạt 7 tiêu chí. Các xã còn lại đều đạt từ 4 đến 6 tiêu chí. Một trong những cái thành công nhất từ công cuộc xây dựng nông thôn mới ở huyện Quản Bạ chính là nhân dân đã thực sự phát huy quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia đóng góp công sức cho chương trình. Vâng, nói chung là cái triển khai thì chúng tôi là những tất cả các văn bản từ tỉnh, huyện là chúng tôi xuống để tuyên truyền mở rộng với bà con nhân dân, để bà con bàn hiểu rõ những cái việc nào cần thiết làm trước thì bà con sẵn lòng để tiếp tục được ủng hộ với cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện về vấn đề là chương trình nông thôn mới. Ví dụ như là hiến đất mở đường vào đường làng, ngõ xóm, cả đường nội đồng thì bà con hiểu biết được rồi thì bà con rất là sẵn sàng là hiến đất để mở rộng mặt đường và kể cả công, ngày công để làm, san bằng và thi công tất cả các công trình. Xây dựng nông thôn mới ở một huyện nghèo như Quản Bạ thì việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí sẽ còn gặp không ít khó khăn. Tại nhiều xã, có những tiêu chí sẽ khó mà đạt được nếu như không có sự hỗ trợ của nhà nước. Qua 4 năm thực hiện, nhìn một cách tổng thể, chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Quản Bạ vẫn còn rất nhiều việc cần làm để đạt được mục tiêu năm 2018, huyện sẽ thêm 1 đến 2 xã thực hiện thành công bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngay từ bây giờ, huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung tay xây dựng các tiêu chí. Mỗi đoàn thể lựa chọn một mô hình tiêu biểu để tập trung hội viên và nhân dân tham gia. Đồng thời, huyện vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng cây dược liệu để nâng cao mức thu nhập bền vững cho người dân. Từng bước đưa nông thôn mới, cán đích theo đúng lộ trình đã đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng nông thôn mới, cái quan trọng đó là vẫn phải cái chung của huyện là phải tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện những tiêu chí mà nhân dân phải làm. Cái đó lấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là phải thực hiện tốt cái việc tổ chức lại sản xuất để người dân nâng cao được cái thu nhập. Thế còn những cái tiêu chí mà do nhà nước đầu tư thì trước hết là tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, rồi vận động nhân dân làm mặt bằng, rồi giải phóng mặt bằng để mà sẵn sàng khi mà có cái đầu tư của nhà nước thì có thể triển khai thực hiện hoàn thành được ngay. Nhìn lại chặng đường 4 năm thực hiện nông thôn mới, những kết quả đạt được là cả một quá trình nỗ lực vươn lên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quản Bạ. Dù kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn, nhưng chương trình đã đạt được sự đồng lòng nhất trí từ phía người dân. Từ đó, mọi người đều tích cực tham gia đóng góp công sức, phát triển tăng gia sản xuất, giúp nhau làm kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Cũng từ việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhận thức của người dân đã có nhiều đổi mới, tính cộng đồng tập thể được phát huy cao hơn, hạn chế dần tư tưởng cá nhân ích kỷ. Đó chính là nền tảng quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Quản Bạ hoàn thành theo đúng mục tiêu đã đề ra.